Hoa hậu Diễm Hương hiếm hoi xuất hiện cùng chồng, tiết lộ mối quan hệ hiện tại sau loạt tin đồn. Những hình ảnh do Hoa hậu Diễm Hương chia sẻ đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Hoa hậu Diễm Hương là một trong những người đẹp nổi tiếng của showbiz, từng đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Trái đất 2010 và Hoa hậu Hoàn Vũ 2012. Dù thành công trên con đường nghệ thuật, tuy nhiên Hoa hậu Diễm Hương lại lận đận trong chuyện tình duyên. Mới đây nhất, sau nhiều tin đồn ly hôn với chồng thứ hai Quang Huy, Diễm Hương đã bất ngờ xuất hiện cùng chồng trong tiệc sinh nhật con trai. Hoa hậu Diễm Hương chia sẻ trên trang cá nhân, sinh nhật muộn con trai. Con nói con không muốn đông người, chỉ cần có ba mẹ là được. Ở kỳ cục thúi của ba mẹ, con lại yêu đậm sâu món lưỡi vịt, vì vậy ba ăn chay, mẹ bệnh ho tắt tiếng cũng đi cùng con ăn lẩu. Có những thứ ba và mẹ có thể không đồng quan điểm nhưng luôn chung một điểm thống nhất Noa vui và hạnh phúc là được. Có thể thấy dù không lên tiếng chia sẻ về mối quan hệ hiện tại, song Hoa hậu Diễm Hương và chồng luôn dành cho con trai tình yêu thương vô bờ bến, mang đến cho con trai những điều tốt nhất. Hoa hậu Diễm Hương lên xe hoa với Quang Huy vào cuối năm 2015. Sau nhiều năm bên nhau, cặp đôi vướng tin đồn đường ai nấy đi vào năm 2017. Kể từ đó cho đến nay, cả hai rất ít khi xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội lẫn cuộc sống. Giữa ồn ào, Hoa hậu Diễm Hương từng lên tiếng chia sẻ, tôi chỉ có thể nói rằng tôi và anh Huy đang hợp tác tốt trong việc cố gắng mang lại cuộc sống vui vẻ cho con. Noa may mắn có một người ba tốt, ông bà ngoại tuyệt vời, ông bà hết mực thương yêu, cô chú cưng chiều và một người mẹ hên xui.